Em đặt chào quý anh chị cô chú. Thì hôm nay em đặt lên cho quý anh chị cô chú mình một cái bất động sản sẵn vườn trái cây nha anh chị, vườn nhãn nha anh chị, nhãn trĩu quả nha anh chị ạ. Nhìn thích không? Đấy, vườn nhãn này thì rơi vào tầm khoảng trên 10 năm rồi nha anh chị. Nhãn bự, gốc bự bự không à. Mặt tiền thì mặt tiền đường đất thôi nha anh chị, mặt tiền đường đất, đường đất này rơi vào tầm khoảng 6 mét anh chị. Dạ, bên này qua bên này là rơi vào tầm khoảng 6 mét. Đường này đường ô tô xe tải đi được nha anh chị. Anh chị đi ra cái hướng này là rơi vào tầm 1,5 cây là đồng ủy ban trường học chợ của xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì em nói sơ về cái bất động sản này cho anh chị mình hiểu hiểu rõ hơn là bất động sản của mình tọa lạc tại xã Bông Trang, huyện Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha anh chị. Mình đi đi biển Hồ Cấp ấy, thì rơi vào tầm khoảng 8 cây số. Đi biển Hồ Tràm thì khoảng 13-14 cây số gì đó nha anh chị. Đi biển Bình Châu, suối nước nóng Bình Châu thì cũng khoảng 13-14 cây số gì đó thôi. Ở đây là khu dân cư nha anh chị. Anh chị đi ra một xíu à, tầm khoảng 100-200 mét là đồng nhà dân thôi. Ở đây thì cũng có nhà dân nha anh chị. Đây có điện dân dùng đó nha anh chị, điện nước đầy đủ. Thì cái bất động sản của mình là có hai sổ nha anh chị. Từ cái móc này ngang qua, mỗi sổ là 9 mét, 1.000 mét vuông. Mỗi sổ là 1.000 mét vuông mà có 9 mét mặt tiền nha anh chị. Đây, một lô. Đây qua bên này thêm lô nữa. Là tổng là được 18 mét mặt tiền. Đây anh chị. Đấy thì họ xịt ranh móc rõ ràng rồi, họ tách ra để họ bán nha anh chị. 18 6 100 lại mấy đó, tổng diện tích là hai sổ là 2.000 mét vuông đó anh chị. Anh chị nhìn nhãn nhìn đã không? À. Đi sâu đi sâu đi sâu vào cái mảnh này anh chị mua làm nhà vườn thì quá ok rồi. Đất cao bằng mặt đường nha anh chị, đất này thì đất thịt, chất đất là chất đất thịt. Đẹp không? Mình đi ra rơi vào tầm khoảng 1,5 cây là đồng trung tâm của xã Bông Trang. Thì chủ muốn bán cái mảnh này, hai sổ này với giá là 2,2 tỷ nha anh chị. Bán giá 2,2 tỷ. Anh chị nào mình muốn vườn cây ăn trái thì liên hệ tới em Đạt. Cái số Zalo của em Đạt là 0878 567 179. Em Đạt kết bạn Zalo, em Đạt gửi đầy đủ thông tin sổ sách vị trí cho mình xem, mình tham khảo. Em Đạt cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video. Em Đạt chào quý anh chị.